Vừa rồi là toàn bộ cái nội dung của buổi họp mà cô muốn truyền đạt với các bậc phụ huynh. Sau đây thì để chuyển sang một chút thư giãn, mời các bậc phụ huynh tham gia một trò chơi. Trò chơi ở đây thì chúng ta sẽ phải sử dụng điện thoại. Hiện nay bố mẹ đã có điện thoại ở trên tay mình chưa ạ? Vâng, bố mẹ vào cho cô Google đi ạ. Bố mẹ vào Google và bấm cho cô cái app classboy.app. Gửi vào ô chat nha. Gửi vào đây bố mẹ nha. Có rồi, còn chưa có mã lớp không ạ? Vâng. Vào rồi cô. Xong chưa ạ? Mã lớp chưa có. Vâng, bây giờ tôi sẽ mở mã lớp. Mã, bố mẹ nhập cho cô này. 87191. 87191. Tên của bố mẹ. Tên của bố mẹ nhá. Được chưa ạ? Sau khi xong thì bố mẹ sẽ nhấn vào cái nút join ạ. Bây giờ bố mẹ sẽ cùng cô tham gia trò chơi thứ nhất của chúng ta. Nếu được chọn ba từ mô tả về con về cô giáo của con bạn trong 2 năm học vừa qua, bạn sẽ nói gì? Và ở đây rất cần bố mẹ nói thành thật ba từ. Ở trong cái ô của bố mẹ thì sẽ có một cái ô xuất hiện, thì mỗi một lần bố mẹ sẽ ghi một từ cho cô nhé. Được chưa ạ? Mẹ chú ý là cứ mỗi một lần chúng ta ghi một từ thôi ạ.
bố mẹ chỉ ghi một từ thôi thì nó sẽ thể hiện rõ không ạ? Vâng, bây giờ thì cô giáo mời các bậc bố mẹ sẽ nhìn lên trên màn hình Zoom của mình ạ. Ở đây chúng ta thấy là cái phần của bố mẹ nhận xét về cô ấy. Cảm ơn bố mẹ, và bố mẹ đã nhận xét là về cô với những cái từ chúng ta thấy là rất là to đấy ạ. Từ ba cái từ to nhất hiện ra trên màn hình đấy ạ. Nhiều người nhất đúng không cô? Nhiều người nhận xét nhất. Vâng, đúng rồi. Chính là phần mà nhiều bố mẹ ý kiến nhất. Ngược lại với lại các bạn của lớp mình, các bạn nói cô là nghiêm khắc. Cái từ nghiêm khắc nó to gần bằng từ tận tâm. Các bạn ấy trực tiếp học mà. Ở đây không thấy bố mẹ nào nói là cô cho nhiều bài khó. Chứ còn ở trong các bạn lớp mình khi chia sẻ thì các bạn nói là cô cho nhiều bài khó, thì nó tương tự như cái từ tâm huyết. Số lượng khá là đông. Vâng, qua cái phần nhận xét này của các bậc phụ huynh thì cô cảm thấy là chúng ta cũng đang nói thật với nhau một tí rồi đấy. Ở đây có bố mẹ nào còn đang nói cô xinh đẹp thì nghe chừng có vẻ là hơi nịnh đấy. Như vậy chúng ta vừa cùng nhau tham gia được phần thứ nhất. Và bây giờ cô lại mời bố mẹ tiếp tục tham gia phần thứ hai. Và phần thứ hai cô mời bố mẹ cùng đến với nội dung tiếp theo. Ta thấy nó thay đổi chưa? Bố mẹ thấy nó chuyển trang chưa? Rồi. Em chưa thấy đâu. Vâng, bây giờ mời bố mẹ hãy chia sẻ cho cô và cả lớp những tấm ảnh mà lưu lại kỷ niệm đẹp của con với cô giáo và các bạn trong lớp. Bây giờ cô xem bố mẹ nào có ảnh. Bằng cách nào ạ? Vẫn ở trong cái trang app đó. Bằng app lên nè. Vâng, vẫn ở trong app đó. Chúng ta tiếp tục chuyển sang nội dung thứ hai. Ở phần thứ hai này, bố mẹ sẽ tìm xem cái kho tài liệu của mình có cái ảnh nào của con không. Chúng ta bấm vào để chọn hình ảnh. Sau đó thì chúng ta quay trở về cái nơi chứa ảnh của mình, chúng ta chọn tấm ảnh của con, chúng ta post lên. Mẹ Thảo Anh đã có ảnh rồi. Tấm ảnh này đẹp thế, mà mẹ Thảo Anh gửi lại cho cô để cô làm video nhá. Cô ơi, cô đọc lại mã lớp xem với. Mã lớp là 87191. Vâng ạ. 87191. Không biết là có cái ảnh nào trong đây không? Mình có ảnh lấy bế giảng đấy này. Như của lớp 3. Của lớp nào chứ phải lớp mình đâu. Mẹ Hanh là mẹ nào đấy? Ảnh này đâu phải của lớp mình. Em bị nhầm.
Giả ngay lại đi, trả về đấy. Nhầm nhầm ảnh của con trai ạ. À, Minh Quân. Hình như lúc đó anh học lớp 1 hay sao? Bố mẹ nào còn ảnh lớp 1, 2 không? Chúng ta gom lại để làm một cuốn chạy từ bé đến lớn. Cô ơi, áp được mỗi một tấm thôi à? Có thể có tấm, bố mẹ ẩn tiếp tấm thứ 2 có được không ạ? Hay chỉ được một thôi à? Chỉ được một tấm thôi. Yeah. Thế thì để lần sau rồi. Hai tàu đấy. Ra một cái thì phải chỉ đến bao quẩn bây giờ không có hai tàu thì mẹ này cháu ra đi em mà cho tàu quay. Ồ, không thể hiểu đấy, điều không thể. Hàng độc luôn bác ơi. Hàng độc luôn à? bạn Sơn à? Không đẩy những hàng tiếp. Được chưa? Được rồi, có vẻ lưu ít ảnh của con hay sao mà thấy có ít ảnh như này? À đây, ở đây. Ảnh thì nhiều nhưng mà chỉ cho up một cái thôi chị. Hàng, đúng là hàng độc rồi này. Hai tấm ảnh hàng độc rồi. Wow. Ảnh cảnh tuôn là ảnh khi nào đây? Lớp mấy đây hả bố ơi? Lớp 2 hay sao chị? À. Thế còn ảnh của bạn của Nhân Bình đây này. Quan đây này. Thế bố mẹ khác đâu vào đi? Có vẻ ít ảnh của con hay sao ấy? Mẹ Thảo Anh chia sẻ cho cô cái ảnh vừa rồi đấy. Đấy, chúng ta có ảnh chào xuân này. Ừ, chúng ta cũng nhiều ảnh tập thể. Chụp quảng trường Lăng Bác đẹp nhờ, chụp nhà Quốc hội đẹp thế. Nha, là bố mẹ rất là ít lưu ảnh của con nha, điều này chứng tỏ là bố mẹ đang rất là bận với công việc của mình. Có 24 người này. Cô Hoa chờ mẹ con chút nha, bởi vì là mẹ con đang sử dụng cái điện thoại là nó không có cái ảnh. Mà cái điện thoại khác không có ảnh cơ. Bây giờ mẹ con mới phải chuyển từ cái này sang bên đấy được. Trên phía màn hình của cô có cái ảnh của cái đội xung kích lớp mình đẹp thế nhờ, người thấy đẹp không? Cô của gì nhờ? Mới 16 bố mẹ tham gia trên tổng số 46. Em nó không tải về được chưa ạ? Chia sẻ Zalo ấy.
chuyển sang Zalo xong rồi đưa về Zalo xong. Em không được, em lại phải chụp lại màn hình để em gửi lên, tại vì nó kiểu như full iCloud ấy, nó không có tải về nhá. Màn hình lên mở của em. Thế thôi là để mẹ cháu chuyển, mẹ cháu thì chị lên. Ô, cái đội bóng này của mình là lớp mấy là do mẹ? Cái ảnh đó đi. Xuân Phượng là bố mẹ bạn nào đấy ạ? Mẹ thì mẹ khác bây giờ. Mẹ anh Khoa. Mẹ bạn nào đấy ạ? Dạ, anh Khoa. Anh đá bóng dạ. Này là lớp 1 đến lớp 2 của. Đội bóng này lớp mấy đấy các mẹ? Cô Trung Điệu nhỉ? Yêu thế. Lớp 1 hay sao ấy? Lớp 1 hoặc lớp 2? Lớp 1. Lớp 1. Dạ. Hình như lớp 1. Bây giờ mà đem cái ảnh lớp 1 này mà so với đội bóng của lớp 5 xem mặt khác hẳn với lớp 3, lớp 4 cũng khác lớp 5 rồi. Chắc là ở với cô nó già như thế sao ấy. Mà eo ơi, lớp 1 cái tí trong yêu này mà càng ở với cô nó lại càng già như thế này. Thế này, tớ nó bé thế này mà. Cô đó nào phải gửi mấy cái ảnh các bạn hát đẹo son phấn đẹp lắm. Thế à? Thế sao hôm nay bố mẹ gửi cho cô ảnh của các em đi lên trên Zalo cá nhân của cô đi nhá, để cô nhặt ảnh cho cô làm video nhá. Vâng. À. Ảnh Minh Quân này cô thấy này, ảnh của bạn Trần Nam là bố bạn Sơn à? Cảm ơn chị con mẹ. Sơn này là anh Tư đây, Sơn anh Tư đây này. Bạn nào đang xem mặt ảnh này chỉ một mình con đúng không? Không. Độ đấy yêu đấy nhỉ. Đây là những bức ảnh này rất là quý sau này. Thì đấy là của anh Tư với Sơn với Hải Đăng đấy cô ạ. Hải Đăng đây á, Hải Đăng mặc áo xanh đây á. Vâng, Hải Đăng mà đang che mặt đấy ạ. Ủa? Thế à? Vâng. Có anh Tư thì xem mặt tròn tròn xinh này mà. Ngày xưa tròn xe vừa. Đấy. Con xe yêu này mà. Giờ vẫn tròn và vẫn xinh. Rồi. Con chúng em luôn bao giờ đẹp cho mắt mình. Cái lúc rất là bực nhưng vẫn là rất đáng yêu. Rất là nhiều ảnh của mẹ nha. Ốp đội bóng này. Đội bóng này cũng là lớp 1 đấy à, bố Nhật Tuấn. Vâng ạ. Giờ bố à, Phúc Nguyễn là bạn nào đây ạ? À? Cái ảnh này lớp mấy đây ạ? À? Không, lớp 1 ạ? À? Lớp 1 cô ạ. Lớp 1 đây ạ. À. Lớp 1 nhưng ở đâu mà sao trông cảnh lạ thế hả? Ở trường mình đi cô. Khai giảng đấy ạ. À? Hôm khai giảng lớp 1 đấy ạ. À? Nhưng mà tức là ở sân nào ấy, cho mình lạ đấy nhỉ? Ngay sân trường mình cổng trước đấy cô. Dạ. Yeah. Vâng, cổng trước. Vâng. Ôi dồi ôi, trông lớp 1 nó hồn nhiên này mà. Nào bây giờ con sẽ chạy cho bố mẹ xem nhá. Đấy, bây giờ bố mẹ phải up ảnh của con lên đi để con xem lại. Bây giờ nó có gì để xem, lúc nào chúng ta ngồi xem lại ảnh đấy giờ. Bố mẹ nào có ảnh thì phải ấy lên đi. Đây, bây giờ Phương Quỳnh ngày xưa trông cũng tròn tròn mũm mĩm này mà. Đây, đội nhận quà sinh nhật này. À, bây giờ cô chạy ảnh cho bố mẹ xem nhá. Nào, bây giờ bố mẹ đi xem ảnh của con nhá. Xem từng ảnh một nhá. Mẹ có thấy không ạ? Phải chạy hơn chậm hơn là so với mình đi. Đấy, chúng ta nhìn thấy đội bóng lớp 1 đây. Và chúng ta nhìn thấy đội bóng lớp 5 nhìn trông khác nhau không? À, nhìn đội văn nghệ lớp 5 và đội bóng lớp 1 nhìn khác nhau chưa?
Cái ảnh góp hình chụp của cái hôm Tết đẹp nhờ. Hình chung tự nhiên thế. Cảnh tun ảnh này là lớp 2 à? Hoa trung thu này. Đây, em nghĩ lớp 1 chị ạ. Cái ảnh này mới gọi là hàng đồng nhỉ. Đây là bố mẹ nhìn cái ảnh này chưa? Ba bạn này yêu chưa? Một ấn tượng thì bạn Sơn này buổi đầu có nhìn thấy bạn lon ton chạy. Đây là cái ảnh của lớp mình trong cái trong viện bảo tàng Hồ Chí Minh này. Con lúc bé yêu Hải với Hiền này cũng mà bố. Càng lớn có vẻ độ bướng nó cao hơn ấy. Vâng, cảm ơn bố mẹ. Chúng ta đã lưu được những kỷ niệm đẹp của con. Mời bố mẹ chúng ta cùng sang chuyển sang phần cuối cùng của cuộc họp ngày hôm nay. Đó là những ý kiến của bố mẹ trong cái việc mà dạy và học của cô và trò trong năm học vừa qua. Cũng như là các cái hoạt động của lớp, cũng như là những việc mà bố mẹ còn cảm thấy, còn băn khoăn, còn cảm thấy nó chưa thoải mái lắm. Thì chúng ta sẽ nói, chia sẻ với nhau trong buổi học hôm nay. Là vì cũng là buổi học cuối năm, cũng là buổi học cuối cùng. Cũng là cơ hội cuối cùng chúng ta có dịp được ở với nhau một buổi tối. Và thay cho việc chúng ta thể hiện ý kiến thì chúng ta có thể chia sẻ tiếp tục ở trên cái app này. Và bố mẹ chuyển sang cái phần nội dung đó, tiếp theo đó là ý kiến của bố mẹ. Và sau phần này thì xin mời ý kiến của ban phụ huynh lớp. Rồi cô mời bố mẹ cho cô xin ý kiến chia sẻ của mình. Chúng ta tiếp tục vào vẫn ở cái app đó, bố mẹ cho cô ý kiến chia sẻ. Ở phần này chúng ta sẽ nói dễ hơn và nói được nhiều hơn. Xin mời bố mẹ. Thank you.
cô ơi. Dạ. Cái không chữ nó tự đẩy lên nên nó những cái từ của em viết nó không giống thế, nó tự đẩy thành những chữ khác ấy. Một số từ của đó. Không hiểu sao nó lại nhỉ? Từ mạnh khỏe thì nó chuyển thành mạnh mẽ. Rồi cô giáo thì nó chuyển thành cô ấy. Đúng tác đúng cả. Ô, ở trên này nó có bị thế không? Của em với em đọc của em thấy thế đấy. Đâu ở đây thì không thấy. Đây không thấy em. Vâng đúng rồi, cái này thì đúng rồi đấy. Rồi con với em đọc nhìn ở dưới kia thì được thế. Ô, con phát hiện ra cách chia sẻ cho bố mẹ xem. Con chia sẻ trên nhóm 531 ạ. À, là Thiên à? Vâng. Ừ, anh cũng tham gia họp đấy hả? Nào còn phải lễ gặp nhau, chào nhau đấy nhá. Cô phát hiện ra một điều là bố mẹ chúng ta có vẻ như là không học quy tắc chính giả. Đấy, các em luôn luôn nhớ đầu câu viết hoa nhưng bố mẹ không viết hoa. Đấy. Ôi, tức là viết hoa nhưng mà nó hiện lên trên này là không viết hoa đấy. Em không viết tên Bá Thiên nhưng mà dưới này nó hiện lên trên này là thành viết thường ạ. Nó phần mềm đấy. Cái phần mềm này là phần mềm mà bên Singapore họ mới chuyển giao cho Việt Nam mình. Thì hôm nọ trong một cái đợt học học đúng vào cái buổi học sử dụng cái phần mềm này, thế là được đặt tài khoản Pro và khai thác thấy rất là thú vị. Cái này nó gần như thay cho bảng tương tác luôn và các con có thể trực tiếp tương tác lên đây luôn và có thể là Hoa này, Singapore như trên này cũng biết hoa nhỉ? Ở Singapore nó không hiểu quy luật của tiếng Việt Nam cho nên là viết hoa nó cho viết thường hết. Đấy, chắc thằng Tây nó thế. Nó không hiểu tiếng Việt. Thế bảo học tiếng Anh thì còn dễ hơn học tiếng Việt mà này. Easy ghê luôn. Mà chúng ta không đồng thể lắm, vì đoàn kết luôn. Phụ huynh đoàn kết, học sinh đoàn kết. Yêu hết này. Có nào hay hay con chụp. Tiên chụp đi, tiên chụp tiên đẩy lên nhóm của các bạn đi. Vâng ạ. Thế lấy giờ ngồi không chụp mấy cái kia ạ? Con chụp được vài cái thôi. Không, cái slide đầu không có chụp được không? Một cái hay là hai cái đội lớp mình nha, riêng cái phần công nghệ là chụp ảnh hay là chụp màn hình thì bây giờ rất là nhanh bố mẹ nhá, thao tác nhanh nhoáy, nhiều các cô giáo lớp 4 năm không thao tác vào lớp mình đâu. Ta rất là tự hào về cái đội công nghệ trẻ này. Đấy là ai đưa lên đấy, làm gì kìa, đấy là do cô dạy đấy hả? À? Nhanh thế thì sao đây. Mong gia đình 531 sang môi trường mới luôn hạnh phúc vui vẻ và hãy nhớ về nhau, nhớ về những kỷ niệm đẹp. Thế nào mà để lại vui buồn chúng ta bỏ lại sau, hướng về những cái niềm vui mới. Ơ mẹ ơi, cái để cao cô thế. Không cao đâu ạ. À. Em thấy nó so với cô là phải học nhiều lắm. Lúc nào cắp cháp ra nhá. Vâng, chắc phải cắp cháp thôi. Mà không biết già có học được nữa không. Mẹ còn trẻ hơn cô mà. Cô học được mẹ lại không học được.
trẻ hơn ít rồi ạ. Đúng là chúng ta có thể coi chiến đỏ này là chiến đỏ Covid. Đấy là viên thiên định thông minh. Vẫn lắm. Nó đây tên nó là đẹp. Không, đó, đấy là cái con hả? Nó phải ghi là Nguyễn Nhật Thủy. Thôi. Mới ngày nào đến lớp học cô giáo. Thế mà đã 2 năm. Mới ngày nào. Bắt chụp ngẫu nhiên đi. Ôi, cảm ơn bố mẹ. Giờ cũng phải làm nào lừa lại mất của mình. Lỗ cổ. Lại nhé. Cảm ơn đời. Cảm ơn trời là vẫn còn. Con đời muốn sống mãi thức dậy người với người sống để cùng nhau. Vâng, và bây giờ thì là chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng của cuộc họp. Đó là phần chia sẻ ý kiến của ban phụ huynh lớp. Cảm ơn bố mẹ đã cùng tham gia với cô trong cái cùng cô trải nghiệm một cái ứng dụng mới. Với các bạn lớp mình thì cái cơ hội được sử dụng ít quá bởi vì cô biết đến nó muộn quá. Nên là các em không có nhiều cái thời gian để mà các em được tham gia cái hoạt động này. Kể ra mà cái phần mềm này mà biết sớm thì trong quá trình học mình được sử dụng thì tuyệt vời bao nhiêu. Các em của mình bị thiệt thòi mất rồi. Và cảm ơn bố mẹ đã cùng cô trải nghiệm cái ứng dụng này. Và cô nghĩ rằng là cô sẽ sử dụng nó cho các lớp học sau. Cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, còn bây giờ thì cô xin nhường lại phần còn lại tiếp theo với lại ban phụ huynh. Ban phụ huynh sẽ chia sẻ cái công việc của mình với lớp, với phần còn lại của mình. Vâng, mời ban phụ huynh ạ. Vâng ạ. Em chào cả lớp. Hôm nay thì chị Hương chị lại có sức khỏe chứ không được tốt, cho nên là em thay mặt ban phụ huynh thì cũng tổng kết sơ qua một chút về... Cô xin lỗi mẹ tí nhá. Đề nghị các mẹ, các bố các mẹ bật cho cô màn hình đi. Bây giờ cô không có thời gian để ngắm. Nào bố mẹ đồng ý thì cho cô bàn tay lên màn hình nào. À, xem bố mẹ có biết các cái hiệu ứng gì nào không nào. Bàn tay cơ. Không phải là chữ V đâu, chữ V là đồng ý. Không muốn bàn tay cơ. À. Thế nào. Bình thường công nghệ của 531 siêu của luôn, đỉnh của chóp luôn. Đấy, mẹ Hưng vẫn chưa tìm được cái bàn tay đâu nhá. Vẫn còn nhiều bố mẹ chưa nhìn thấy bàn tay của mình ở đâu. Nhiều bố mẹ chưa giơ tay. Nào đâu ạ? Nào mẹ Hà chưa giơ tay đâu nhá. Mẹ bảo anh thấy chưa? À bây giờ lại làm thêm một buổi tập huấn cho các mẹ em nào. Em chưa biết giờ tại như nào đúng không ạ? Mẹ nhìn vào cái chỗ biểu hiện của cái biểu tượng của cái mặt cười ấy ở phía dưới màn hình ấy. Vâng. Đấy, có phản ứng ạ. Đây vâng đúng rồi, chứ phản ứng đấy. Vâng. Sau tí cô lại cho sử dụng hiệu ứng khác xem mẹ có làm không. Nào uống mới nha, đỉnh của chóp đâu rồi. À đây rồi.
Bố mình nha, chưa tìm được à? Ấy là đâu vậy, em giơ tay rồi. À, bây giờ mình thấy. Nào, con xem tiếp đi. Đúng rồi, mẹ Thảo Anh còn vừa dơ vừa cười thế kia cơ mà. Vẫn chưa hết. Nào, con muốn xem tất cả các bố mẹ nào. Phú Huynh Đỗ, Khánh Đỗ Gia Linh nào, Khánh Ngọc đâu, Quang Vinh đâu, Quý Khánh đâu, Hữu Hùng đâu. Bố Nhân Kiệt chưa thấy. Bố Nhân Kiệt chưa thấy hình đúng không? Vâng. Bây giờ trong khi chờ các bố mẹ thao tác thì bên ban phụ huynh tiếp tục chia sẻ đi ạ. Vâng ạ. Thực ra năm nay nó vướng vào Covid cho nên là cũng các bạn và lớp cả các phụ huynh cũng khá là thiệt thòi, không có nhiều các cái hoạt động để chia tay. Đáng nghĩa là cũng có những cái chương trình chia tay rất là rực rỡ đấy, nhưng mà bây giờ thì hoàn cảnh nó thế thì chúng ta cũng phải trước mắt là chờ đợi để xem là dịch nó thế nào thì sẽ có những kế hoạch tiếp.